Mình bước vào thì mình ấn tượng nhất là đây, cái lò nướng, những cái miếng thịt nướng rất là to luôn. Ở đây là quán dĩa hè nha các bạn. Có cái thịt nướng này anh thấy thì có loại có thịt, có loại có mỡ được không cô? Đây là sườn, này là sườn mỡ. À, sườn mỡ. Thì sườn sườn bóc lót thôi à. Dạ. Miếng sườn to quá cô ha. Một thao vậy là bao nhiêu ký cô nhắm được không? Trời ơi, tao mình lấy mình bán biết mà. Dạ, bao nhiêu ký? 30. Dạ. À, cái nào thịt quá lớn. Anh này là chiên đứng nước ha. Rất là thơm luôn nha các bạn. Bốc cái mùi thịt lên rất là thơm, nhất là mấy cái đồ nướng. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nha. Bây giờ là tầm khoảng hơn gần 7 giờ các bạn. Thì mình 7 giờ tối đó. Mình đang ngồi ở trên một cái quán cơm dĩa hè, bán rất là lâu năm, khoảng 20 năm. Ở trên đường Hậu Giang gần ngay ngã tư Bình Tiên đó các bạn. Ở đây thuộc phường 5 quận 6. Thì ở đây có một cái xe cơm tấm bán rất là nhiều món và rất là đắt khách, và bán ban đêm các bạn. Bán từ 5 giờ chiều tới 2 giờ sáng luôn. Và mình gọi một cái dĩa cơm tấm và mình mời các bạn dùng cơm tấm đêm với mình nha. Mình đang đứng trên đường Hậu Giang, quận 6 đó các bạn, gần ngay cái ngã tư đường Minh Phụng và đường Hậu Giang đó. Người ta kêu là ngã tư Bình Tiên đó các bạn. Thì mình phát hiện ở đây có cái tiệm cơm tấm lệ 297. Mình thấy bán cơm tấm buổi tối nhưng mà rất là nhiều món luôn. Nên mình sẽ ghé vào đây, mình quay cho các bạn cùng xem và ăn review luôn. Cũng đói bụng rồi đó các bạn. À, các bạn xem, các bạn nhấn vào chữ đăng ký rồi, nhấn vào hình cái chuông để đăng ký kênh ủng hộ mình và bật thông báo để xem những video tiếp theo nha các bạn. Chào cô nha cô. Dạ. Dạ. Ở đây mình bán buổi tối, mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? 5 giờ tới 2 giờ sáng. 5 giờ chiều hả cô? Dạ. À, là cơm tấm đêm luôn các bạn ơi. Dạ, cơm tấm đêm. Bán từ 5 giờ chiều tới 2 giờ sáng hả cô? Dạ. Đây mình thấy những cái thức ăn rất là khủng luôn, rất nhiều luôn. Và nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn, trình bày đẹp luôn. À, cô đang sắc những cái miếng cà chua. Đây là những cái đầu chua, cà chua, dưa leo. Đó, rồi cái đó da kho trứng hả con? Thịt kho trứng, da heo. Thịt kho trứng, rồi có da heo luôn. Dạ. Rồi những cái khúc lạp xưởng. Dạ, lạp xưởng. Đây là bảo hành tốt mỡ nè. Đùi gà. Đùi gà đó làm gì vậy con? Đùi gà gô ti. À. Mắm chân, thịt kho tiêu, chả nướng. Đây mình nướng hả cô? Dạ, chả nướng. À. Bì. Chứ không phải hấp hả? Không. Nướng nó ngon hơn. Dạ dạ. Bì. Cái này là chả bông. Chả bông gì cô? Chả bông cá. Cá hả cô? Còn này là tôm kho tàu. Tôm kho tàu, trời hấp dẫn quá. Cái này chả cá. Chả cá rồi những cái này xíu mại. Xíu mại cục to quá vậy cô? Dạ, cục to vậy ngon. Nào giờ bán cũng 20 năm rồi. Làm gì không đó. Cô bán đây 20 năm rồi. Bán ở đây hả? Bán ở đây luôn hả? Dạ. Là những cái miếng trứng ốp la nè. Kia là những cái bánh gì, chả hả con? Chả nướng. Rồi mình cắt ra đó hả? Đó, những cái bánh cả nguyên nè, rồi cắt ra nè. Con này giống như khô hả con? Khô cá cha. Cá lăng vòng hả? Dạ, cá cha chiên phồng. Rồi, những cái sườn nướng nè. Sườn này to quá, ô.
mỡ hành tóp mỡ vô. Khoảng vậy là nhiêu vậy con? Cái này là sườn 35. Dạ. Đây mình xem cái nồi cơm của cô nè, cô cơm tấm ha, gạo tấm. Rồi được hấp lên và liên tục nóng và bốc cái mùi lá dứa hả con? Dạ. Rất là thơm luôn nha các bạn. Bán như chắc nhiều nồi vậy lắm hả cô? Một đêm bán 5 nồi. Dạ, đêm bán cỡ 5 nồi. Thì cô làm dĩa cơm gì? Cái này là sườn chả. Đầu chua dưa leo gì anh? À, đầu chua ha. Khách không lấy đầu chua dưa leo bỏ ra. Ý lộn lặp lại. À, miếng chả, sườn hả cô ha? Sườn. Sườn quá ngon luôn. Rồi, mỡ hành tóp mỡ. Hấp dẫn quá. Bao nhiêu cô? Dĩa đó là bao nhiêu? 45. 45 hả cô ha? Sườn có ăn gì? Rồi, coi lửa đi. Con được cái sườn cái con nồi đây sườn cái con không mấy sườn chả, sườn thì chả thì lặp lại. Dạ. Sườn sườn chả 45, sườn bì chả 55. Dạ. Sườn bì thì 45, sườn chả cá không? Dạ. Sườn chả cá thì 60. Dạ. Sườn xí mại 60. Dạ. Sườn tôm thì mình nhỏ. Dạ. Dạ. Hai con. Với lại một cái gà mới thôi. Cô nói được các bạn giá cho mình quá tốt luôn. Rồi sườn lạp xưởng luôn là cũng 45 hết. Rất nhiều món luôn và quán cũng rất là đắt nha các bạn. Ba quán đang rất là đông khách luôn á. Chả xíu mại này nhiêu cô? Này là 40 đó. Hấp dẫn quá luôn, to đùng luôn. Đây, hộp cơm sườn. Khách mang về. Đó, sườn, dưa leo, cà, đồ chua. Đồ chua thì cà rốt, củ cải trắng, đó, dạ, tất cả mỡ hành. Dạ, quá dữ luôn. Mà đem về nhiều quá. Khách ngồi ít đó, chứ không có dịch là khách ngồi đông lắm. Rồi. Âm á. Đây là bán giờ âm nha các bạn. Rồi, 5 giờ chiều tới 2 giờ sáng. Một hộp cơm đùi già để đậu que cho anh. Đây. Một dĩa cơm khô, cô cha làm bằng mặt này bao nhiêu cô? Cái này hả? 30 anh. 30 ha, miếng ca. Cái miếng khô rất là to luôn. Đây cái gì cũng to hết. Cái đùi rất to luôn. Đây là bao nhiêu cô? Cái này thì để đậu que ha. Người ta ăn đậu que, mình thêm đậu que. Hộp này bao nhiêu con? Hộp này 40 anh. 40 nha. Cha miếng nước vô, nước ru ti rất ngon á. Ru ti như là có nước dừa phải không con ha? Ngon lắm á. Ở đây là những cái chén nước mắm để ăn với cơm tấm đã chuẩn bị sẵn đó các bạn. Nước mắm cay và nước mắm không cay để sẵn hết. Ru ti luôn ha. Khách yêu cầu cắt hả con? Khách yêu cầu cắt là cắt. Cơm gà ru ti, miếng mỡ hành, miếng nước ru ti lên. Đây là cô làm một phần sườn mỡ. Khách yêu cắt luôn. Lấy ổng sườn sườn chả hả chị? Hấp dẫn luôn. Sườn chả hả? Ừ, lấy cơm nhiều rồi à. Gà, dưa leo, đồ chua, sườn chả.
Mình gọi một dĩa cơm tấm sườn chả, nhưng mình thấy cái cục xíu mại to hấp dẫn quá cho mình gọi thêm cục xíu mại. Đó, cái cục xíu mại rất to luôn các bạn. Những cái miếng sườn nè, sườn cũng rất to. Rồi miếng chả. Rồi có dưa leo, cà, đầu chua và mỡ hành tấp mỡ các bạn ha. Và chén nước mắm đã được pha sẵn, nước mắm ớt ha. Để mình nếm thử miếng nước mắm nha các bạn. Nước mắm này là nước mắm ngọt nha các bạn. Ăn cơm là nước mắm ngọt. Cũng khá là ngon và ớt trong đây cũng hơi cay đó. Rồi mình chan một ít nước mắm vào. Chan vừa thôi. Khi nào cảm thấy lạc thì chan thêm. Chứ chan nhiều quá nó mặn. Các bạn dùng với mình nha. Đây là gạo tắm các bạn. Cho nên nó cũng rất nhuyễn và gạo được nấu rất là thơm luôn. Và luôn nó đun nóng á. Thơm cái mùi lá dứa. Cái cục chả này các bạn. Chả thì chị bán nói là chả nướng ha. Chả nướng cho nó khô, nếu mà mình hấp á thì có thể nó sẽ bị ướt. Nướng thì nó bị nó sẽ khô. Cái miếng chả cũng ngon các bạn. Mình có thể ăn kèm với dưa leo, đồ chua cho nó đỡ ngay các bạn. Miếng sườn cũng rất là lớn nha các bạn. Mình thử. Miếng sườn cũng rất là mềm mại và thơm. Đây là những cái miếng có cái sườn mỡ các bạn. Ăn rất là béo. Sườn nướng cũng vừa vàng tới các bạn, cho nên nó sẽ không có bị khét. Chứ sườn nướng thường nhiều khi hãy ướp có đường, có mật ong các bạn. Mình nướng lố nó dễ bị khét. Đây, cục xíu mại rất là to luôn. Cắn luôn. Cục xíu mại bằng thịt xay các bạn. Có thịt xay, có tiêu kìa. Ăn rất là mềm mại, rất là thơm. Theo cái sức ăn của mình thì cái viên xíu mại này rất to các bạn. Vừa ăn một miếng chả, trời vừa ăn một miếng sườn nướng, chờ thêm một cái viên xíu mại đó. Thật ra thì nó rất là no nha các bạn. Ở đây có rất là nhiều món để các bạn lựa chọn nha. Ở đây có xíu mại, có tôm, có thịt kho, rồi chả, rồi bì, đủ thứ các bạn. Vừa dùng một dĩa cơm tấm sườn chả và mình thấy cái cục xíu mại rất là to, sườn chả cũng rất to luôn và cơm đây cũng khá là ngon và rất là thơm luôn. Thì các bạn có dịp đi ngang đường Hậu Giang chỗ gần ngã tư Bình Tiên thì ghé ở đây dùng á. Nếu các bạn ở xa không đến được thì xem giải trí và xem những nét văn hóa ẩm thực của Sài Gòn nha các bạn. Và các bạn đừng quên chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nhé. Có lẽ mình xin kết thúc video ở đây và mình hẹn các bạn ở video sau nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Bye bye.